Rồi quý vị ơi, 1944 một cây dân sam. Đây dân sam là gân tu hú nha quý vị. 350k bao ship toàn quốc luôn. Bán cây này tôi lời tính ra trừ mắm muối gạo tiền gì còn lời có 30 ngàn thôi nha quý vị. Bán 350 ngàn nhưng mà lời có 30 thôi nha. Tiền xe cộ mua về rồi tiền cái thùng ha, đóng nha, tiền công ha, tiền cước luôn ha. Là tôi lời có 30 ngàn thôi. Rồi. Anh nào quen thì ship code nha, lạ chuyển khoản nha. Chứ không có cái vụ mà quen lạ thì là phải là chuyển khoản chứ không có ship code nha quý vị. Đó. Cây này lời không có bao nhiêu hết trơn hết trời á. Người ta bán lời nhiều người ta không có sao hết trơn. Còn tôi mà bán ha. Cây này á, mà coi như trục trặc kỹ thuật ha. Là coi như chuyến đi chuyến về là tôi lỗ hết 100 ngàn tiền cước. Rồi vậy thôi. Bán cây lời 30 mà chuyến đi chuyến về mà cây không nhận là lỗ hết 100 ngàn. Rồi mấy anh ở Đắk Lắk á, với lại Quảng Nam với Đà Nẵng, ba tỉnh đó là không giao hàng được nha quý vị. Rồi anh em nào á, mà ba tỉnh đó là thông cảm nha. Rồi đây để tôi quay mặt sau cho quý vị xem nha. Đây đó, đây mặt sau nha quý vị. Đó. Tỷ lệ nó đây nè, gốc của nó đó, cái gân tu hú là cây dân sam của Thái nha quý vị. Đó, gân tu hú Thái đó nha. Rồi có một cây duy nhất thôi đó, bán là hết luôn đó nha, không có nhiều nha. Rồi xuống luôn.